Đây là quán cơm hến, bún hến, mì hến nha các bạn. Là mấy người đang vào thưởng thức bún hến được ở chợ Đông Ba. Rau sống ăn kem này các bạn. Cái này là bì heo vì lạc này các bạn. Cái này là hến này các bạn ơi, hến này. Ăn cơm mới bún nó phải có cái liệu chỉnh của nó là phải hến này. Dạ, về học. Một tô cơm hến này, một tô bún hến này các bạn. Gánh cơm hến, bún hến, mì hến của chị nè bạn, từ chợ Đông Ba nha các bạn. Cửa số 12 ạ. Cửa cuối cùng luôn các bạn.
Em cố được chị bỏ đó mau em ơi. Em gái. Em ăn khuôn nước. Khách tới ăn rất là đông các bạn này. Địa chỉ ở quán gì này, hoàn cảnh của gì này là trước chợ chợ Đông Ba nha các bạn. Chợ số 12 này. Đó là ăn chân đi cậy rồi mới nè. Nè. Ảnh đừng chụp ảnh vô, nên chạy mấy ảnh chứ. Đừng quay mà nên mà chạy mấy ảnh. Mấy ảnh là chú ăn sao chú, ngon chú? Ê? Ngon không? Tầm này ăn được. Dạ. Ngon là ăn trộn là ngon lắm. Dạ. Ăn là biệt, từ từ ăn trộn từ ăn ngon. Dạ. Bây giờ mâm đất biển đi mà ai thôi. Mà cũng ăn cơm miền Huế. Là ăn chứa bài tại Huế. Đúng rồi. Thế nên phải ai tại Huế là phải có ăn cơm hến, bún hến. Mà đã đặt chân tại Huế. Dạ. Con nội với bún bò rồi đến giờ chứ là cũng có người mà nấu bún bò chuyên nghiệp như ngày xưa nữa rồi. Dạ. Thường bị lái nhiều lắm. Chân cơm hiện đi thì không thể lái được. Bún bò Huế mà dân tay là Huế. Thì cũng có người nấu theo kiểu Huế ngày xưa. Cái này càng trộn nhiều càng ăn ngon. Cái mì là thưởng thức theo kiểu mì mà ăn bún thưởng thức theo kiểu bún. Dạ. Nhưng mà ăn
cơm là dự vẫn là cũng phải có nước. Rồi. Phải có nước. Đây là nước luộc hến. Thì các bạn đây là cơm hến nha các bạn. Cơm hến nổi tiếng của Huế này. Ai có dịp tới Huế là mình ăn thử cơm hến nha. Cơm hến này. Cái mà cơm hến là có nước hến này, nước luộc hến ra đấy các bạn. Mày là có đậu phộng này, phộng bì heo nha. Có hến, hến hơi nhỏ xíu. Rất ngon các bạn ơi, ngon lắm. Rất là ngọt mà. Hai tay luôn.